Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 5 Là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Thuận Nào Cali Và cũng như là các video khác chúng ta đầu tiên sẽ nói tới một số tài liệu liên quan tới tình hình tài chính ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói tới các chỉ số của các cổ phiếu Cũng như là một điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã không có gì cảm thấy là quá bất ngờ Tại vì hôm nay cổ phiếu của các hãng hàng không đã đi xuống rất là mạnh Sau khi mà Warren Buffett đưa ra thông báo hồi hôm thứ Bảy là đã bán hết tất cả cổ phiếu hàng không của Berkshire Hathaway đang nắm giữ. Và Warren Buffett cũng có một số những cái lời phát biểu liên quan đến cảm nghĩ của ông ta về những cái hành động của Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ. Những hành động đó đối với Warren Buffett là đúng hay là sai? và kế đó chúng ta sẽ nói tới một tin tức mà thường nghĩ là có thể giải thích được một số câu hỏi mà thường nhận được trong thời gian gần đây đó chính là liên quan tới cái số tiền mà được dùng trong gói hỗ trợ là cái số tiền đó là đến từ đâu có phải là đến từ ngân khố có sẵn hay là cái số tiền đó là được in ra để mà bơm vào trong thị trường và kế tiếp chúng ta cũng sẽ nói về một số tình hình ở châu âu các bạn thấy được là chúng ta đã rất lâu không nói về tình hình ở châu Âu này như thế nào Và điều cuối cùng chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới tình hình của Bitcoin Các bạn thấy được là trong cuối tuần qua thì đột ngột cái phí của Bitcoin đã tăng lên rất là nhanh Chuyện gì đang xảy ra Đây chính là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết chúng ta hãy bắt đầu nói tới tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là các chỉ số như là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay. Thì các bạn thấy được là ngày hôm nay chỉ số Dow Jones đã tăng 0,11%. Thật ra ngày hôm nay các chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đã mở cửa đi xuống. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã có sự hồi phục và đã đi lên một phần. Tuy là Dow Jones các bạn thấy được là chỉ lên 0,1% nhưng mà S&P 500 đã lên 0,43% và đặc biệt là Nasdaq đã lên 1,23% và trong Nasdaq thì các bạn cũng đã biết là chỉ số này là có rất nhiều những công ty công nghệ và ngày hôm nay thì các công ty công nghệ đã có cái sự đột phá về giá cả cho nên cuối cùng đã đẩy chỉ số Nasdaq lên 1,23%. Còn khi chúng ta nói tới ngày mai thì sẽ ra sao các bạn thấy được là ngày mai thì hợp đồng tương lai của Dow Jones bây giờ Dow Futures các bạn thấy là tăng 0,86% S&P 500 tăng 0,73% và Nasdaq Futures là tăng 0,76% thì với cái chỉ số bây giờ các bạn thấy được là ngày mai nếu như mà cứ tiếp tục thì sẽ mở cửa là thị trường chứng khoán sẽ có một cái sự tăng trưởng kế tiếp đương nhiên là không ai có thể là biết chắc chắn được ngày mai sẽ ra sao các bạn thấy là bây giờ cho lúc mở cửa còn khoảng thời gian rất là dài và chuyện gì cũng có thể xảy ra và các chỉ số future hoàn toàn có thể thay đổi nói về thị trường châu á thì các bạn thấy được là chỉ số nikkei của nhật bản hôm nay đây xuống khá mạnh xuống 2,84% phần trăm Kế tiếp các bạn thấy được là sang Hai Thượng Hải thì tăng 1,33% và hang sen của Hồng Kông thì tăng 0,69%. Còn về vàng thì như thế nào? Các bạn thấy được là vàng ngày hôm nay thì cũng không có nhiều sự thay đổi các bạn thấy được là xuống 0,56% Nhưng mà vẫn giữ cái mức là khoảng 1.703 đô cho một ounce vàng Thì các bạn thấy là vàng vẫn xoay quanh cái mức là 1.700 cho đến 1725 trong thời gian mấy tuần qua Cho nên cái sự thay đổi ngày hôm nay cũng không đáng kể Còn về dầu thì như thế nào? Các bạn thấy được là dầu hôm nay thì cũng có sự tăng trưởng 7,7% 21 đô la 96 cent cho một thùng dầu Đây là cái giá của hợp đồng tương lai kết thúc tháng 6 của dầu Các bạn thấy được đây chính là cái dầu của WTI kết thúc tháng 6 năm 2020 còn về Bitcoin thì các bạn thấy được là trong vòng cuối tuần qua thì cũng xoay quanh cái mức là khoảng 8.800 đô. Thật ra các bạn thấy là có lúc Bitcoin lên tới cái mức là 9.100, 9.200 nhưng mà có lúc đã đi xuống tới cái mức là 8.500, 8.600. Nhưng mà thật ra trung bình vẫn xoay quanh cái mức là 8.800 đô và chúng ta đang rất là gần cái ngày Bitcoin Haven các bạn thấy được là Bitcoin Haven chỉ còn một tuần nữa đây là một ngày mà có thể nói là chúng ta đã bắt đầu nói tới cái đây 3 năm ở trên channel thông cáp video này ngày đó cuối cùng cũng đã tới đó là cái tình hình nói chung chúng ta nói riêng một số những cái công ty các bạn thấy được là hôm nay một điều mà nhiều người không có cái sự bất ngờ đó chính là mở cửa ngày hôm nay thì chứng khoán của các hãng hàng không đã đi xuống rất là mạnh các bạn thấy được là hồi sáng này thì những cái công ty hãng hàng không như là American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và United đều đã đi xuống các bạn thấy được là American Airlines hồi sáng này đã xuống 9% United và Delta đã xuống hơn 8% và Southwest Airlines đã xuống hơn 7% cái điều mình thường muốn nói với các bạn ở đây là lý do tại sao xuống thì các bạn cũng đã biết hôm qua thường có làm một cái video liên quan tới cái chuyện là Berkshire Hathaway công ty của tỷ phú Warren Buffett đã bán hết tất cả cổ phiếu hãng hàng không nắm trong tay nếu mà nào mà muốn biết chi tiết hơn thì hãy xem cái video ngày hôm qua đó chính là cái video 562 tư duy đầu tư của Warren Buffett bán hết cổ phiếu hãng hàng không thì điều các bạn cần phải thấy được ở đây là nhiều khi chúng ta nói tới thị trường Bitcoin thì mỗi lần mà nói là thị trường này sẽ có tương lai hay gì đó thì sẽ có một số bạn nói là thị trường này vẫn đang bị thao túng cho nên cơ hội đó là cơ hội không có cao nhưng mà các bạn thấy là thị trường nào mà không bị thao túng chúng ta cũng đã biết là hồi thứ bảy khi mà Warren Buffett nói là công ty Berkshire Hathaway của ông ta đã bán hết tất cả cổ phiếu hàng không trong tay điều này đã xảy ra cách đây vài tuần thậm chí là vài tháng họ đã bắt đầu bán từ từ nhưng mà cho tới ngày thứ bảy thì trong cuộc họp cổ đông điều này được thông báo ra Nhưng mà hôm nay các bạn thấy được là cổ phiếu của cái hãng hàng không lại đi xuống Thì tại sao lại xuống ngày hôm nay trong khi mà cái số lượng cổ phiếu đã bán cách đây một thời gian Bởi công ty Berkshire Hathaway Thì lý do là tại vì mọi người nghe là Warren Buffett không có giữ cổ phiếu hãng hàng không nữa cho nên mọi người lại đi bán Các bạn thấy được là một thị trường cổ phiếu hàng không lớn như vậy mà vẫn có thể là bị một lời nói của một người làm đi xuống 7%, 8%, 9% trong giờ một ngày. Nếu như các bạn không nghĩ đây là thao túng, thường không biết cái gì là thao túng. Cho nên thị trường nào cũng có cái sự thao túng, thị trường vàng cũng vậy, thị trường dầu cũng vậy, chứng khoán trái phiếu, Bitcoin cũng vậy. Cái vấn đề ở đây là thao túng bao nhiêu thị trường càng nhỏ như là Bitcoin thì đương nhiên là cái sự thao túng sẽ càng nhiều tại vì các bạn cần ít tiền hơn để mà di chuyển thị trường thị trường mà có vốn hóa nhiều hơn như là thị trường chứng khoán thì đương nhiên là thao túng nó sẽ ít hơn nhưng mà vẫn có đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều khác nữa mà được nói tới ngày hôm nay liên quan tới lời phát biểu của Warren Buffett về cục dự trữ liên bang mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là Warren Buffett nghĩ gì về những cái hành động của cục dự trữ liên bang trong thời gian dịch bệnh này trong thời gian là 6 tuần 8 tuần qua thì Warren Buffett nói là đầu tiên ông ta rất là ủng hộ những gì mà Cục Dự trữ Liên bang đã làm. Ông ta tin tưởng đó là những cái quyết định tốt trong thời gian này. Những công ty nào mà đang gặp sự cố mà cần phải mượn tiền mà có thể mượn được cái số tiền với lãi suất thấp từ Cục Dự trữ Liên bang thì nên cảm ơn Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng mà ông ta lại nói là ông ta đang lo lắng là sau này chúng ta phải trả cái giá đắt về những gì mà Cục Dự trữ Liên bang đang làm. Tại sao? Thì điều mà Warren Buffett lo ngại nhất là bây giờ các bạn thấy được là cục dự trữ liên bang đã bơm rất nhiều tiền vào trong thị trường và một phần của số tiền đó là dùng để mà mua lại những cái trái phiếu của công ty. Trong tháng 3 và tháng 4 này thì các công ty đã bán ra rất nhiều trái phiếu, có nghĩa là các công ty đã bán ra rất nhiều cái giấy nợ tại vì họ cần tiền mặt để mà hoạt động. Trong khi mà các bạn thấy được là tháng 3 có 253 tỷ trái phiếu đã được bán ra từ các công ty và tháng 4 có 261 tỷ trái phiếu đi được bán ra từ cái công ty và một phần của các trái phiếu này là những cái trái phiếu mà có cái lãi suất cao. Tại sao mà trái phiếu này lại có lãi suất cao? Thì có nghĩa là công ty đó đang rất cần tiền mặt và đây là một cái trái phiếu mà có khả năng là người ta sẽ không trả lời tiền có cái nguy hiểm tín dụng rất là cao cho nên những công ty mà muốn mượn được tiền mà trong một cái tình trạng là không được tốt về mặt tài chính thì phải trả cái phần trăm cao để cho người ta cho công ty đó mượn tiền và một phần của cái số tiền mà cục diễn viên ban dùng là để mua lại những trái phiếu có chất lượng không tốt đó để mà giúp đỡ những công ty đó để họ không có bị phá sản họ có thể tiếp tục kinh doanh nhưng mà điều này thì Warren Buffett nói là nó đã làm cho cái việc là mỗi công ty cái sự đánh giá của cái công ty nó đã bị có cái sự chênh lệch tại vì bây giờ là những công ty tốt thì cũng có thể là tiếp tục hoạt động có có số vốn cần thiết để mà qua được dịch bệnh này một số những công ty mà có những cái chiến lược đầu tư những cái chiến lược làm ăn không được tốt dẫn tới việc lỗ lã và không có tiền mặt thì cũng có thể là qua được dịch bệnh này tại vì có thể mượn được tiền từ cục dự liên bang với lãi suất thấp nhưng mà họ có thể là sống sót qua dịch bệnh này không có nghĩa là sau này những công ty đó có thể là kiếm được lợi nhuận mà trả tiền lại cho cục dự trữ liên bang cái cơ hội mà những công ty đó phá sản sau này hay là không có cái số tiền cần thiết để mà trả lại cho cục dự trữ liên bang có nghĩa là quỵt nợ sau này cơ hội đó vẫn còn rất cao đó là điều mà Warren Buffett lo ngại nhất nhưng mà đứng giữa cái sự lựa chọn giữa bơm tiền vào trong thị trường và không bơm tiền vào trong thị trường thì các bạn thấy là lựa chọn nào cũng có cái giá rất là đắt là phải trả cho nên cuối cùng thì cục dự trữ liên bang đã lựa chọn là sẽ bơm tiền vào trong thị trường hỗ trợ những công ty đó bà Warren Buffett nghĩ đây là một cái lựa chọn mà ông ta có thể ủng hộ đó chính là liên quan tới lời phát biểu của Warren Buffett về cục dự trữ liên bang cái tài liệu kế tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn có thể là giải thích được rất nhiều câu hỏi của những bạn liên quan tới là mỗi lần mà chúng ta nói tới là gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ đô la được thông qua hay là chúng ta nói tới gói hỗ trợ là 484 tỷ đô la được thông qua cái tây hai tuần thì mỗi lần mà chúng ta nói tới những gói hỗ trợ đó thì một những câu hỏi mà thường thường hay nhận được là cái số tiền nó đến từ đâu có phải là đến từ cái số tiền trong ngân khố có sẵn hay là cái số tiền này phải được in ra thì các bạn cũng thấy là thường hay giải thích với các bạn là số tiền này là cái số tiền được in ra chứ không phải là tới từ ngân khố các bạn thấy được là cái số tiền của ngân khố đã được phân phối đầu năm trong ngân khố không có cái số tiền là hai phẩy mấy nghìn tỷ đó để mà dùng trong cái chuyện bất chắc và các bạn thấy được là ngày hôm nay thì bộ tài chính của hoa kỳ đã nói là họ sẽ mượn 3.000 tỷ đô la. Tại sao là họ cần phải mượn cái số 3.000 tỷ đô la này? Tại vì bây giờ đây là cái số tiền họ cần mượn trong quý 2 này để mà hỗ trợ những cái gói cứu trợ mà đã được ký bởi quốc hội cũng như là tổng thống Trump Các bạn thấy được là cái số tiền này không có sẵn Họ phải đi mượn Và các bạn thấy được là Cái số tiền 3.000 tỷ đô la này Là một con số vô cùng lớn So với lại cách đây là nhiều năm Lúc mà chúng ta có cái cuộc khủng hoảng tài chính Hồi năm 2008 Thì từ tháng 7 tới, tới tháng 9 năm 2008 Thì lúc đó cái số tiền Mà bộ tài chính phải mượn Chỉ có là 530 tỷ đô la Bây giờ các bạn thấy là cái phần con số Lên tới 3.000 tỷ đô la gấp 6 lần so với con số đã mượn hồi năm 2008 cho các bạn thấy được là cái tình hình kinh tế bây giờ là bất ổn như thế nào và cái số tiền này là không phải là cái số tiền duy nhất mà sẽ được mượn trong năm nay cho mình thấy được là trong cái quý 1 tổng số tiền đã mượn lên tới 477 tỷ trong cái quý 2 này muốn mượn thêm 3.000 tỷ đô la và trong quý 3 chẩn đoán là phải mượn thêm 677 tỷ mới có đủ cái số tiền để mà hỗ trợ kinh tế thông qua các gói hỗ trợ mà đã được ký. Và các bạn thấy là thống kê trong vòng chỉ có nửa năm từ tháng 9 cho đến tháng 3 hay là nhiều gọi là nửa năm tài chính tại vì các bạn thấy là một năm tài chính, một fiscal year là tính từ tháng 9 cho đến tháng 9 thì trong vòng chỉ có nửa năm từ tháng 9 năm 2019 cho đến tháng 3 năm 2020 thì cái số tiền mà thu thuế vào so với cái số tiền đã chi ra thì bây giờ là chính phủ Mỹ là đang âm 774 tỷ có nghĩa là sao có nghĩa là thu hết thuế dự đoán năm nay vào so với lại cái số tiền chi ra thì vẫn còn hụt là 744 tỷ cho bạn thấy được là đây không phải là cái số tiền mà có sẵn Ngay cả cái số tiền thuế thâu vào cũng không để đủ để mà chi trả cho đến ngày hôm nay Bây giờ phải mượn thêm 3.000 tỷ trong cái quý 2 này và khi chúng ta nói tới mượn tiền là như thế nào thì đây là cái hoạt động của bộ tài chính thì bộ tài chính sẽ mượn tiền bằng cách là họ sẽ bán ra những cái trái phiếu của chính phủ hay còn gọi là công trái phiếu thì những trái phiếu đó là ai cũng có thể mua. Các bạn là một người dân sống ở Hoa Kỳ cũng có thể là mua trái phiếu, các bạn là một công ty, một tập đoàn cũng có thể là mua trái phiếu và trái phiếu đó thì chính phủ Hoa Kỳ là sẽ trả tiền vốn lẫn lời. Và cái số tiền mà trả cho trái phiếu đó là hứa hẹn là sẽ lấy lại được trong thuế của những năm sau này Nhưng mà trong cái tình hình hiện tại không có phải ai cũng có tiền mặt sẵn như là tình hình bình thường cái mà thấy lời là, là bình thường thì có thể là nhiều công ty mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ để mà họ có thêm một số lợi nhuận Thay vì cái số tiền mà cái vốn đó họ để một chỗ thì họ đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ sẽ an toàn và có được một phần lợi nhuận nhỏ nhưng mà trong cái thời kỳ mà dịch bệnh này thì sẽ không có nhiều công ty có sẵn tiền mặt để mà mua Ngoài trừ các bạn thấy là công ty của Warren Buffett, Berkshire Hathaway Nhưng mà đây là một cái công ty ngoại lệ Chứ bình thường những công ty không có nhiều tiền mặt như vậy Thì các bạn nghĩ là ai sẽ mua lại những trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ Không ai khác hơn, đó chính là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Các bạn thấy điều là Cục Dự trữ Liên bang sẽ là cái người mà đứng vào để mà mua lại những cái trái phiếu mà không bán được Tại vì sao? Tại vì bây giờ chỉ có cách đó thì mới có thể là in tiền đưa cho bộ tài chính và bộ tài chính dùng số tiền đó để mà làm những việc họ cần làm. Cho nên nói tới nó lui thì cuối cùng các bạn thấy được là cái số tiền mà được mượn đó, cái người mà cho mượn là Cục Giữ Liên bang của Hoa Kỳ và cái số tiền mà cục dự liên bang có, bằng cách là họ đưa ra một cái credit hay là một cái điểm tín dụng và cái điểm tín dụng đó là bộ tài chính có thể sử dụng như là tiền mặt. Và sau này khi mình thu thuế được thì bộ tài chính sẽ trả lại cái số tiền đó cho cục dự liên bang. Như các bạn cũng đã biết là không thể nào trả hết được. Các bạn thấy là năm này qua năm nọ thì cái số nợ của chính phủ Hoa Kỳ đã tăng lên bây giờ đã gần như là 25.000 tỷ đô la và năm sau cũng là sẽ thêm cái số nợ này tại vì căn bản là cái số tiền thuế thu vào không đủ để mà chi trả cho cái số chi tiêu của Hoa Kỳ hàng năm. Đó là chúng ta nói tới cái tình hình tại Hoa Kỳ, còn ở châu Âu thì ra sao? Các bạn thấy là châu Âu cũng không có đỡ hơn. ECB có nghĩa là ngân hàng trung ương của châu Âu hồi thứ năm này đã nói là sẽ tiếp tục giữ cái lãi suất thấp. Các bạn thấy được là cũng tương tự như là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ, ECB, ngân hàng trung ương của châu Âu cũng đã ra quyết định là sẽ giữ lãi suất rất là thấp. Đây chính là cái lãi suất mà họ cho ngân hàng mượn và thấp như thế nào? Các bạn thấy được là lãi suất bây giờ ở châu Âu thấp đến nhiều lúc các bạn thấy là trừ 1%, có nghĩa là lãi suất âm, nghĩa là cho ngân hàng mượn tiền mà ngân hàng không cần phải là trả tiền lời mà ECB phải trả 1% để cho những ngân hàng đã mượn tiền của mình nhiều bạn thì cảm thấy đây là rất là ngược đời nhưng mà lãi suất âm lý do tại sao lại có lãi suất âm là tại vì nếu như mà không làm như vậy thì các ngân hàng họ sẽ không có dám mượn tiền từ ECB và chỉ có cách như vậy thì các ngân hàng mới mượn tiền từ ECB sau đó cho người dân mượn để mà kích thích nền kinh tế cho nên lý do tại sao mà lãi suất mà ECB cho các ngân hàng mượn là trừ một phần trăm để mà kích thích nền kinh tế thì các bạn thấy được đây là một trong những điều mà đã được quyết định hồi thứ năm tuần vừa rồi không những như vậy các bạn thấy được là cái số tiền mà ECB đã ký để mà hỗ trợ nền kinh tế của châu Âu trong dịch, dịch bệnh này cũng tương tự như là cái gói hỗ trợ của Hoa Kỳ, ECB thì cũng có một cái gói hỗ trợ đã được thông qua để mà hỗ trợ các quốc gia ở châu Âu thì cái số tiền Gói hỗ trợ đó đã lên tới con số là 813 tỷ đô la để mà hỗ trợ nền kinh tế của châu Âu. Và cái số tiền đó cũng tương tự như là Hoa Kỳ là một phần là dùng để mà mua lại trái phiếu của các quốc gia. Các bạn thấy được là các quốc gia bây giờ là cũng cần tiền mặt cho nên họ sẽ mượn tiền và họ mượn tiền. Thay vì là ở Hoa Kỳ sẽ mượn tiền từ Cục trưởng Liên bang thì ở châu Âu sẽ mượn tiền từ ECB và cái số tiền mà cho mượn này nếu như mà cứ tiếp tục theo cái đà này thì từ đây cho đến tháng 10 là sẽ xài hết cái con số là 813 tỷ đô la này và các bạn thấy được là sẽ xài hết là sớm hơn. Tại sao? Tại vì ECB đã nói là trong thời gian tới đây họ sẽ tiếp tục thúc đẩy cái sự phát triển và tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường. Và cái số tiền 813 tỷ đó là không chỉ riêng là dùng để mua lại trái phiếu của các quốc gia Mà họ cũng dùng cái số tiền đó để mà bơm vào trong các ngân hàng Bơm vào trong nền kinh tế cho nên cái số tiền 813 tỷ đó Tôi nghĩ là sẽ hết nhanh hơn là tháng 10 rất là nhiều Và bây giờ là họ rất là lo tại vì 19 nước ở trong cái thói EU này Là cho thấy được nền kinh tế đang bị giảm trong cái quý 1 là lên tới 3,8% Để nói một cách đơn giản thì tình hình cho bây giờ cũng không có tốt hơn là tình hình ở Hoa Kỳ bao nhiêu Thậm chí thường cảm thấy là còn tệ hơn tại vì bây giờ là ECB phải cho mượn với cái lãi suất âm Trong khi mà Hoa Kỳ bây giờ là vẫn giữ lãi suất là từ 0 tới 0,25% Bây giờ chúng ta hay nói tới Bitcoin thì các bạn thấy được là cuối tuần qua thì có thể là những bài nào mà đã gửi Bitcoin cuối tuần qua thì cũng đã thấy được là cái số phí mà phải trả cái số lượng tiền mà phải trả cho phí khi mà giao Bitcoin nó tăng lên rất là nhiều so với lại thường ngày các bạn thấy được là cái phí đã tăng lên nhiều khi là gần như là 3 đô la lúc đó là ngày 30 tây tháng 4 ngày 1 tới tháng 5 thì cái phí là khoảng 2 đô 80 cent và các bạn thấy được là cái phí ngày 2 tới tháng 5 thì là khoảng là 2 đô 10 cent nhưng mà hôm nay đã đi xuống một phần bây giờ là 1 đô 80 cent thì chuyện gì đang xảy ra tại sao có phí lại cao như vậy Đầu tiên thì các bạn cũng nên biết là cái phí bây giờ thực sự là cao hơn là trước đây Nhưng mà không phải là cao nhất Chúng ta nhìn vào thời gian là hơn 2-3 năm trước đây Lúc mà Bitcoin lên tới 20.000 đô thì các bạn thấy là có một thời gian ngắn Cái phí của Bitcoin đã lên tới 54 đô la 90 cent để mà gửi Bitcoin Đó chính là khoảng tháng 12 năm 2017 Thường thì chưa bao giờ trả cái con số cao như vậy thôi nhớ là cao nhất thường trả là khoảng 37-40 đô khi mà gửi Bitcoin thì các bạn thấy là lý do tại sao mà cái phí tăng lên là tại vì bây giờ là mạng lưới Bitcoin đã có quá nhiều giao dịch đang được xác nhận. Thì các bạn thấy được là Bitcoin thì chỉ còn khoảng chừng là 7 ngày nữa là sẽ đến ngày Bitcoin Halving Và trong thời gian này các bạn thấy là cái sự hứng thú đó với hiện tượng Bitcoin Halving đã tăng lên Có nghĩa là bây giờ trên mạng lưới Bitcoin đã có rất nhiều những cái giao dịch Người ta mua, người ta bán, người ta gửi về ví cá nhân chẳng hạn thì vì lý do đó các bạn thấy được là bây giờ cái mempool Mempool chúng ta có thể hiểu đơn giản là một cái nơi để mà chờ đợi Thì mỗi một lần mà các bạn mà giao dịch Bitcoin Thì Bitcoin của các bạn sẽ đi vào một cái mempool Một cái nơi chờ đợi Và cái nơi chờ đợi này là các bạn chờ đợi cái gì Các bạn chờ đợi những cái miner, những cái thợ đào Họ lựa chọn coi coi là cái lốc kế tiếp của Bitcoin Là sẽ có những cái giao dịch nào trong đó Và một lóc thì các bạn thấy được là có giới hạn Đối với Bitcoin là giới hạn là một mê cho nên bây giờ là không phải là giao dịch nào cũng sẽ được tính vô lóc kế tiếp tùy theo là các bạn phí là cao bao nhiêu đương nhiên các bạn trả phí càng cao thì cái cơ hội các bạn được vào lóc kế tiếp là càng cao có nghĩa là cái giao dịch các bạn là sẽ được giải quyết nhanh hơn Các bạn thấy là một lóc cho mình là 10 phút Thì các bạn thấy được là cái mempool đã có sự tăng trưởng rất là cao ngày 30 tháng 4 Và trong cuối tuần qua có nghĩa là có rất nhiều những cái giao dịch là đang được chờ đợi để mà xác nhận Và giao dịch trên mạng lưới của Bitcoin là không phải tính theo là giao dịch đó là giao dịch lớn hay là nhỏ tính theo số tiền Mà giao dịch đó tính theo là giao dịch đó trọng lượng bao nhiêu Giả sử như là giao dịch là một triệu đô la đi thì các bạn vẫn sẽ trả cái mức giả sử như các bạn trả cái mức là hồi ngày 30 tháng 4 là các bạn trả là gần 3 đô la cho một giao dịch thì các bạn giao dịch là 10 đô la các bạn vẫn trả 3 đô la phí các bạn giao dịch 1 triệu đô la các bạn vẫn sẽ trả là 3 đô la phí tại vì cái phí không phải là tính theo cái số tiền giao dịch mà cái phí tính theo là trọng lượng là bao nhiêu thì giao dịch nào càng nhiều trọng lượng thì sẽ càng tốn nhiều phí thì trọng lượng đến từ đâu có thể nói một cách đơn giản là nếu như mà giao dịch của các bạn là đến từ nhiều nguồn khác nhau thì khi mà các bạn gặp những nguồn đó lại để mà giao dịch thì khi mà tính toán trên mạng lưới sẽ cần rất là nhiều dung lượng cho nên cho nên những bạn nào mà đào Bitcoin mà các bạn thấy là cái ví đào Bitcoin các bạn mỗi ngày nhận được một phần nhỏ Bitcoin và sau một thời gian dài các bạn có được một Bitcoin mà các bạn muốn di chuyển một Bitcoin đó vào một cái ví khác thì cái phí các bạn thấy được sẽ rất là cao tại vì khi mà cái Bitcoin đó được di chuyển thì họ phải tính toán trọng lượng của tất cả những cái giao dịch trước đây của các bạn cho nên trọng lượng sẽ cao hơn. Đó là hiểu một cách đơn giản. Có rất nhiều channel và rất nhiều trang web giải thích rõ ràng hơn. Nhưng mà đây là một cái giải thích đơn giản để các bạn hiểu rõ hơn về cái tình hình của phí Bitcoin. Và bây giờ nếu như mà các bạn gửi Bitcoin thì các bạn phải chờ bao nhiêu lâu. Tôi nghĩ đây là một điều mà mọi người đều sẽ muốn biết. Thì nếu như chúng ta nhìn vào trang web bitcoinfee.earn.com thì các bạn thấy được là bây giờ Trung bình nếu như mà các bạn trả cái phí bình thường th Bình thường bây giờ là khoảng 29 cho đến 30 Satoshi Có nghĩa là cái giá các bạn trả bình thường là mấy mươi cent Để mà gửi Bitcoin Thì các bạn thấy được là nếu như các bạn gửi theo cái giá bình thường Trung bình Thì bây giờ là các bạn phải chờ là bị delay Là khoảng 2 cho tới 11 lóc Có nghĩa là giao dịch các bạn là sẽ được xác nhận Từ 30 phút cho đến 180 phút Thay vì chỉ có 10 phút trước đây nếu các bạn muốn giao dịch mà có cái tốc độ nhanh thì các bạn cần phải trả cái phí cao hơn bây giờ nếu các bạn muốn không chờ đợi thì các bạn phải trả phí lên tới 109 110 Satoshi cho mỗi một bay cho nên bây giờ nếu như các bạn gửi Bitcoin mà các bạn trả cái phí thấp thì các bạn phải chờ trung bình là khoảng chừng nửa tiếng cho đến 3 tiếng thì lúc đó là giao dịch Bitcoin các bạn mới đi giải quyết và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này À, nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit. Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông mô link của thùng khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn